cái điểm nhấn mà theo anh Quang nó tạo nên cái sự thành công ở những bước rất là đầu trong cái giai đoạn sự nghiệp của mình. Cảm ơn anh Quang. Quang tốt nghiệp thì cũng là đi có giai đoạn đi thử việc ở một vài đơn vị, trong đó là có ngân hàng Hồng Kông Bank, tức là cái tên trước đây của HSBC đó. Thì sau khi mình vào trong cái giai đoạn thử việc ban đầu á, thì mình thấy là mình thích, tại vì cái môi trường nó rất là chuyên nghiệp, đúng như anh Quân nói là cái giai đoạn đó là các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam cũng còn mới, rất là mới. Thì cũng may là trong cái giai đoạn mình vừa tốt nghiệp á, là vào tháng 5 năm 96 thì bên ngân hàng, tức là khoảng tháng 7 thì cũng có một cái đợt tuyển, thì Quang cũng thi vào cái đợt tuyển đó, thì mình cũng may mắn là trúng tuyển. Và có thể nói cái quyết định đầu tiên mà Quang nghĩ là nó cũng ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của mình đó, là mình sẵn sàng tham gia vào cái vị trí là bán hàng, chuyên viên bán hàng. Mà hồi trước á, thì cái giai đoạn của anh em mình thì chắc là anh Quân cũng nhớ là cái giai đoạn đó mà việc mà vừa học vừa làm nó cũng không dễ. Tức là nói chung cái giai đoạn đó kinh tế nó mới hay là thời kỳ ban đầu mở cửa là ít hơn. Thì mình chưa có kinh nghiệm bán hàng nhưng mà mình vẫn xung phong và làm cái nhiệm vụ bán hàng. Thế thì, thì đó là cái quyết định đầu tiên mà nó ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của mình sau này. Thì mình làm cái vị trí gọi là chuyên viên phát triển cái mạng lưới đại lý chấp nhận thẻ cho Hồng Kông Bank cái giai đoạn đó. Thì một mình cứ xách xe chạy đi vòng vòng thành phố, coi như là đi nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam, các cái địa điểm mà khách du lịch họ hay đến để mà xây dựng phát triển mạng lưới đại lý. Thì đó là cái quyết định đầu tiên mà mình nghĩ, tức là sẵn sàng tham gia vào cái vai trò sale đó, bán hàng là cái quyết định đầu tiên. Thì cái cột bóc thứ hai là sau 2 năm làm việc thì gọi là cái chị là supervisor của mình lúc đó là chị có em bé, chị có chuẩn bị đi sanh nở, thì cái cô giám đốc cũng mới nói thôi giờ Quang mày làm luôn cái vị trí của chị này đi. Thì mình lúc đó mình cũng rất trẻ nhưng mà mình cũng sẵn sàng thôi, nói chung là xung phong nhận nhiệm vụ thì làm, là lúc đó là năm 98 thì đảm nhận cái vai trò đó. Và cái cột mốc thứ ba là tới năm 2000 thì ngân hàng cũng có tổ chức một cái đợt công ty, và Quang cũng được may mắn mà được chọn và cho đi học ở bên London để đào tạo về cái nghiệp vụ ngân hàng chuyên môn. Vì mình kinh tế mà ngành kinh tế thống kê thì kinh tế về con số thì là ok, nhưng mà về chuyên môn ngành ngân hàng thì mình chưa biết nhiều, mình phải nói là mình vô đó là mình vừa làm vừa học đấy. Thì job là mình rất là nhiều. Thì mình cũng đi qua London để được đào tạo, nó cũng là một cái tiền đề để cho sự phát triển của mình đối với HSBC sau này. Tới những sự nỗ lực đó, nhưng mà cái chuyến đi học đó cũng là một cái điểm mà Quân cũng rất là tâm đắc trong cái phần giới thiệu về anh Quang. Anh Quang rất đề cao cái việc học tập, và từ những cái bước đầu đời đó anh Quang nhận được cái vị trí quản lý đầu tiên chính thức tại ngân hàng Hồng Kông Bank, bây giờ nó là HSBC. Với cái điểm đó thì cái next step là cái kiến thức sau cái chuyến đi học về, cũng như trong suốt cái lộ trình đó, thì cái tri thức, cái kiến thức mà anh Quang đó đánh giá là nó có cái meaningful đóng góp cho sự thành công của mình, là những cái điểm nào trong cái được gọi là tri thức. Quang nghĩ cái điểm mấu chốt ở đây, tức là mình nhìn nhận lại mình thì mình luôn luôn mà mình muốn học, mình muốn học cái mới. Thí dụ mình đi cái đó mình được đào tạo, mình hiểu về cái vận hành của ngân hàng, ví dụ balance sheet là như thế nào, rồi quản lý bán hàng như thế nào, sale như thế nào, quản lý tài chính như thế nào, thì rồi quản lý nhân sự là như thế nào, rồi rất là tốt. Tuy nhiên là Quang cũng phải, mình cũng chủ động mình đọc rất là nhiều những cái sách, cái việc mà đọc những cái sách về quản trị, những cái sách về gọi là biography á, những cái cuốn sách tự của nhà quản lý hay là nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới để giúp cho mình cải thiện đó. Thì nó là cả một cái quá trình học hỏi liên tục. Thế hệ trước anh em mình thì chắc là làm doanh nghiệp nhà nước thôi, thế hệ anh em mình thì bắt đầu được tiếp cận cái môi trường là các doanh nghiệp nước ngoài. Thì Quang nghĩ đó là từng bước, anh Quân ơi, nó là từng bước là mình chiêm nghiệm lại, thì mình thấy là cái quá trình mà liên tục học hỏi là nó giúp
là cái rất quan trọng, tức là mình học và mình áp dụng, học và áp dụng trong việc quản trị nhân sự, đối nhân xử thế, rồi áp dụng trong những cái việc làm việc với lại đồng nghiệp như thế nào đều rất là quan trọng. Và nó cứ từng bước, và Quang nghĩ là có thể là một trong những cái yếu tố then chốt đó, tức là mình rất là mình không ngại việc gì hết. Thực sự là lúc đó là cái gì mà có một cái cơ hội, ví dụ có một cơ hội mà sếp muốn mình làm là mình nhận ngay, không hề suy nghĩ. Và lúc đó thực sự là mình cũng không hề, có thể nói là trong giai đoạn từ 1996 bắt đầu cô làm tháng 5, rồi là tháng 7 năm 96 cho đến đầu sau 2000 á, là mình làm mà hầu như mình không có quan, mình không suy nghĩ về cái chuyện là quyền lợi của mình như thế nào. Tức là nói chung mình cứ làm, mình cố gắng làm hết sức, mình làm cho thật tốt đó, mình làm cho thật tốt. Mình làm thì không phải là do sếp kỳ vọng mình đâu, mà mình cứ muốn làm gì mình muốn làm cho tốt, tức là bỏ hết tâm huyết mà mình làm. Và mình cũng không bao giờ gọi là đi vào phòng sếp nói là tăng lương cho tôi ABCD gì, không hề đòi hỏi cái đó. Nhưng mà mọi thứ nó đến. Tức là tôi quan nghĩ là trong cái giai đoạn đó thì chính vì những cái mình thể hiện ra như vậy, thì có thể là ban lãnh đạo nhận thấy là mình có cái gọi là tố chất phù hợp để mà tin tưởng để cho làm thêm, có thể cũng là đó. Thì nhưng mà đúng là thực sự là trong coi như là 5-6 năm đầu đi làm đó, thì mình gọi là không, mình rất ít nghĩ về cái chuyện là mình phải được gì nhận là ai mà mình quan tâm, mình quản lý vào cái công việc hết. Thì Quang nghĩ là bây giờ khi mà mình ở vai trò lãnh đạo á, thì mình thấy rõ ràng khi mà mình thấy những cái bạn trẻ mà như vậy thì mình đều rất là cảm kích, và mình sẵn cho cơ hội đó. Tức là nó give and take, rõ ràng nó give and take. Mà lúc mình trẻ mình có gì để mà give ngoài cái gọi là sức trẻ của mình đâu, đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên là người ta take cái đó của mình thì người ta sẽ cho mình lại cái khác.